Thế nào là tu hành? Tu hành chính là sửa đổi triệt để thói quen của chính mình, để cho mình là một người có lý tính, có trí huệ. Sửa đổi mình là tâm thái an nhiên khi đối diện mọi hoàn cảnh. Có rất nhiều người cho rằng ăn chay, tụng kinh, lạy Phật sám hối, làm công tác từ thiện, thậm chí tu thần thông, tu đạt được năng lực không cần đoán cũng biết, hoặc khai thông khí mạch trên thân, gọi đó là tu hành. Thật ra, nói về tu hành rất đơn giản, chính là sửa đổi sự sai trái hành vi, ngôn ngữ của chính mình, thông qua bất kỳ phương pháp nào mà đạt được mục đích này, đó là tu hành. Vì thế, trên đây nói tụng kinh, lạy sám, ăn chay, niệm Phật. Tu những pháp này thật sự giúp cho thân tâm chúng ta được an lạc, yên ổn. Do đó, nó cũng là một phương pháp tu hành, nhưng không phải mục đích của sự tu hành. Việc này chúng ta phải hiểu rõ rồi mới thực hành. Còn về tu thần thông, theo Phật giáo chỉ chủ trương nhân duyên, quả báo. Tất cả mọi việc đều do nghiệp lực trong đời quá khứ lôi kéo mà chịu quả báo hiện tại. Chúng ta muốn tương lai thoát khỏi thì cũng phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nếu chúng ta dựa vào thần thông thì chẳng giúp được gì. Có rất nhiều người hát phạm bái rất hay. Phạm bái là bài hát hay kệ tán thán đức hạnh của Đức Phật. Họ tụng kinh, trì chú cũng rất thành thạo. Như thế tất nhiên là rất tốt, nhưng đây chỉ là bước đầu vào cửa tu hành. Đó gọi là tụng kinh không bằng hiểu kinh không bằng thực hành theo kinh dạy. Kinh điển dạy chúng ta phương pháp tu hành. Chúng ta biết phương pháp, hiểu rõ phương pháp, vẫn phải từng bước thực hành chính xác thì mới đạt được lợi ích tu hành. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày, trong lúc làm việc mà chúng ta vẫn giống như trước đây, động một tí thì oán trời trách người, cầu nhau suốt ngày. Như thế thì biểu hiện ăn chay, tụng kinh chỉ là công phu bề ngoài. Còn về sửa đổi thói quen, hành vi và quan niệm của mình thì không có chút mảy may nào. Chúng ta phải sửa đổi hành vi và quan niệm, đó chính là sửa đổi những thói hư tật xấu như tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Khi sống chung với mọi người, không những chúng ta phải dùng tâm từ bi bao dung, tha thứ lỗi lầm của người khác, mà còn phải phát huy thông minh, tài trí của mình thì mới đem thành quả cống hiến cho mọi người. Bất cứ chỗ nào, lúc nào, chúng ta thường vận dụng lý tính và trí tuệ để giải quyết các loại phiền não. Cho nên, một người tu hành có định lực mạnh mẽ, chẳng những đối với mình có lợi ích, mà hành vi cử chỉ của họ cũng nhất định làm lợi ích cho người khác. Trước đây, có chị vợ đến cầu xin tôi giúp đỡ do chồng chị mê nhậu nhẹt cờ bạc. Mỗi lần anh ta nhậu trở về nhà thì gây ồn ào, không những gà bay, chó chạy trốn mà ngay cả các con cũng sợ khi thấy bà về. Tôi hỏi, vậy chị có muốn ly hôn không? Chị nói, dạ con hy vọng tìm cơ hội để cứu vãn cuộc hôn nhân và mái ấm gia đình. Tôi đề nghị chị hãy chí thành tụng 20.000 biến chú chuẩn đề thì có khả năng chuyển biến tốt. Kết quả, chồng chị vẫn nghiện rượu như ngày nào, chẳng có thay đổi chút nào. Ngược lại, chính chị thay đổi. Chị nói sau khi tụng 20.000 biến chú chuẩn đề, thấy tâm mình an ổn, tâm hoàn toàn yên tĩnh, thì tâm từ bi và tâm trí tuệ giống như nước suối tuôn ra. Suốt ngày, chị không còn trách mắng chồng nữa, cũng không than thở số phận hẩm hiu, gặp phải ông chồng hung hăng cờ bạc. Lúc này, chị hết lòng nuôi dưỡng 3 đứa con, vẫn bảo các con chấp nhận sự không biết hối cải, ngu si đáng thương của ba. Do đó, mỗi lần chồng chị uống say xỉn về, chị và các con không chạy trốn, cũng không cãi nhau. Cả 4 mẹ con ân cần chăm sóc, sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng họ. Dần dần, chồng chị biết hối cải, cảm thấy hổ thẹn khi gây ồn ào trong nhà. Bầu không khí trong gia đình chị cải thiện từ từ. Thế nên, tu hành chính là thay đổi tận gốc thói quen của chính mình, để mình là một người có lý trí, có trí tuệ. Thay đổi mình là tâm thái an nhiên khi đối diện hoàn cảnh. Như thế, khi gặp hoàn cảnh xấu,
chúng ta cũng bình thản đối phó. Làm được như thế, không những giúp cho thân tâm chúng ta được an lạc, mà còn giúp cho người thân mở rộng trí tuệ, đạt được thân tâm an lạc. Đây chính là tu hành. Bài 8. Thân thể của bạn có phải của bạn chăng? Khi có tình huống tâm chẳng phải do mình, cho dù tâm không thể điều khiển thân, hoặc thân không chịu sự chỉ huy của tâm, như thế không phải tự tại thật sự. Nếu bỏ mặc thân thì là sai lầm. Có một lần chúng tôi đang tổ chức thiền thất, khi ấy có một vị tỷ khưu đi kinh hành. Mọi người đều đi chậm thong thả, chỉ có tỷ khưu này đi cứng đơ, hình dáng rất buồn cười, giống như tượng gỗ. Tôi đi qua nhìn thầy, mắt thầy đang nháy. Tôi nhìn thầy, thầy cũng nhìn tôi. Tôi hỏi, thầy đang nhập định phải không? Thầy nói, dạ con không nói được. Điều này chẳng phải có chút kỳ lạ. Rõ ràng thầy đang nói mà thầy bảo nói không được. Tôi hỏi, như thế chẳng phải thầy đang nói đó sao? Dạ con không được động. Chẳng phải miệng thầy đang động? Thân con không được động, con cảm giác nó không phải con, chẳng phải thân thể con. Hiện tại con là người tự do, cho dù thân thể bỏ mặc con cũng chẳng quan tâm đến thân thể. Đây là cảm giác sai lầm, không phải thân, nên thầy không nhận sự quan tâm, là tâm của thầy cố ý không quan tâm đến thân của thầy. Thầy cho rằng thân và tâm tách ra. Kỳ thật, thân tâm của thầy đều không có tách ra. Có rất nhiều người cho dù không còn công phu tu hành nhưng cũng có kinh nghiệm như thế, giống như thân không chịu tâm chỉ huy, không nghe tâm sai khiến, dường như thân tâm tách rời, mạnh ai nấy làm. Nếu như bạn có ảo giác như thế thì chứng tỏ công phu tu hành của bạn sai lầm. Bởi vì công năng tu hành là phải làm thân tâm hợp một, bất cứ lúc nào, nơi nào cũng luôn nhắc nhở, buông xả. Khi thân bị đau ốm, tâm vẫn phải tự tại, không nên vì thân đau ốm mà tâm buồn phiền. Như thế không gọi là thân tâm tách rời, là thân tiếp nhận sự ảnh hưởng và chỉ huy của tâm. Thân tâm hòa hợp nhau. Tâm muốn thân làm gì thì nó làm thế đó. Vì thế, có những bậc chân tu có năng lực làm chủ thân tự do tự tại. Hiện ra các thứ thần thông, đó chính là thân làm theo tâm. Tôi không có thần thông, công phu tu hành của tôi cũng không giỏi, cho nên tôi thường hay mỏi mệt, rất suy yếu. Ngay cả lúc bị bệnh, tôi vẫn thuyết pháp, khai thị cho mọi người, hoặc tiếp khách như thường. Đợi đến khi giảng kinh xong, khách ra về, tôi phải nằm nghỉ liền, thân như không có xương. Tôi đợi đến lúc có việc khác đến thì lập tức ngồi dậy. Năng lực này là gì? Là năng lực của tâm. Năng lực này mỗi người đều có thể hiểu rõ nhờ công phu luyện tập tu hành. Tôi không có năng lực mạnh mẽ, nhưng có thể làm được, nên tôi tin người bình thường chỉ cần luyện tập thì cũng có thể làm được. Tôi nghĩ mọi người đều tin nguyên lý tướng từ tâm sinh, tướng theo tâm mà thay đổi. Một người có thể tu dưỡng tính tình từ bên trong và thay đổi hình dáng tướng mạo bên ngoài. Do đó, một người tu hành tâm thanh tịnh, ít muốn, nghiêm trì giới luật, có tâm từ bi, thì hình dáng và tướng mạo của họ liền thay đổi, khiến cho mọi người nhìn thấy họ liền sinh tâm hoan hỷ. Cho nên, khi bạn phát giác thân mình không nghe theo tâm, nhưng có tình huống tâm không do mình, cho dù tâm không thể điều khiển thân, hoặc thân không chịu sự chỉ huy của tâm, như thế thì không phải tự tại thật sự. Nếu bỏ mặc thân thì là sai lầm, chúng ta phải cẩn thận phân biệt. Bài 9. Nghiệp báo của cá nhân thì cá nhân tiêu trừ. Sinh tử phiền não của mỗi người đều phải dựa vào sự tu hành của chính mình mà được giải thoát. Cho dù thân như cha mẹ, anh em cũng không thay thế được, giống như ăn cơm, mình ăn thì mình no, không có ai có thể ăn giúp ai được. Tôi thường nghĩ xã hội ngày nay thật là không thể nghĩ bàn.
việc gì cũng diễn ra rất nhanh chóng, ngay cả việc tu hành cũng không ngoại lệ. Có rất nhiều người đều cho rằng tìm đến một vị đại sư sẽ có một phương thuốc bí truyền thì có thể thành Phật lập tức. Làm sao có việc tùy tiện như thế? Tất nhiên, chúng ta cũng không thể trách mọi người có cách nghĩ như vậy. Chúng ta xem trong Kinh Lăng Nghiêm, thấy Tôn giả A Nan sám hối trước Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con cho rằng ở bên cạnh Đức Phật thì sẽ được thời cơ rất thích hợp. Ngài sẽ ban cho con trí tuệ giải thoát sinh tử. Kết quả là Đức Phật vẫn phải hết lời khuyên bảo, khéo léo dắt dẫn từng bước, chỉ đường giải thoát cho Tôn giả, giúp cho Tôn giả tự nhận ra bản tâm thanh tịnh, dựa vào giác ngộ nơi chính mình để thoát sinh tử. Gọi là sinh tử của cá nhân thì cá nhân biết, nghiệp báo của cá nhân thì cá nhân tiêu trừ. Chính là nói, sinh tử phiền não của mỗi người đều phải dựa vào sự tu hành của chính mình mà được giải thoát. Cho dù thân như cha mẹ anh em cũng không thay thế được, giống như ăn cơm, mình ăn thì mình no, không có ai có thể ăn giúp ai được. Có lẽ mọi người đặt nghi vấn, tôi thường nói làm công đức hồi hướng cho bạn bè, người thân, vậy có mâu thuẫn không? Thật ra không có mâu thuẫn. Tôi nói thí dụ người thân qua đời, chúng ta trợ niệm giúp họ, đó là vì thần thức linh hồn của người chết vẫn còn. Chúng ta niệm Phật, họ nghe thấy nên họ cũng niệm Phật theo chúng ta, cho nên chúng ta có trợ giúp cho họ. Cũng có người vì bản thân gặp hoàn cảnh khó khăn nên muốn giúp họ tiêu nghiệp, liền đi lạy sám. Điều này có tác dụng không? Tất nhiên là có tác dụng. Nhưng phải làm cho người đó bằng lòng tin tưởng thì hiệu quả mới mạnh, bằng không thì hiệu lực rất yếu. Đương nhiên, nguyên nhân lạy sám hối là có hiệu quả. Nhưng không phải nói, chúng ta lạy sám hối rồi thì quả báo tội nghiệp của mình thì có thể đổ cho Đức Phật Bồ Tát là xóa sạch hết cả. Các ngài không thể chịu tội báo thay cho chúng ta. Chỉ có năng lực giúp chúng ta là làm người đứng ra bảo đảm cam kết nợ nần chồng chất của chúng ta, tương lai sẽ trả hết dần dần. Trước tiên, giúp cho chúng ta tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn, hiện tại không đau khổ như thế. Chúng ta vẫn thường nghe nói, một người con xuất gia thì cửu huyền được siêu thăng. Thật ra là chỉ sau khi người con xuất gia, có thể dùng nhiều phương thức để cầu siêu cho tổ tiên, thỉnh ông bà về cùng nhau nghe Phật Pháp, tham gia hoạt động cộng tu, cho nên đạt được lợi ích từ Phật Pháp. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, Ngài lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho vong linh mẹ. Ngài cũng về hoàng cung thuyết pháp cho cha, giúp cho song thân được giải thoát. Đức Phật có thần thông quảng đại như thế, vẫn không thể làm tiêu trừ nghiệp chướng thay cho cha mẹ, chỉ có hướng dẫn cha mẹ tu hành. Huống gì chúng ta còn phàm phu tục tử. Vì thế, chúng ta không thể chịu quả báo thay thế cho bất cứ người nào, cũng chẳng có người nào chịu quả báo thay cho chúng ta. Chúng ta phải dựa đôi chân của chính mình, nỗ lực từng chút trong đời sống tu hành thì mới đáng tin cậy, mới đạt được giải thoát thật sự. Có rất nhiều người cầu thành tựu nhanh chóng, họ cho rằng tu hành cũng có thể đi đường tắt. Hèn nào ngày càng đông người tự phong mình là thầy, tự xưng mình có năng lực giúp cho mọi người khác khai ngộ, chỉ trong thời gian rất ngắn, giúp cho mọi người đạt được mục đích thành Phật. Nếu như nói theo chánh tín Phật Pháp thì đúng là dối mình, dối người. Chúng ta đừng để mắc lừa nhé. Bài 10. Giữ giới luật và tính không chấp trước. Tất cả danh lợi, tiền của, sắc đẹp ở thế gian, chẳng những người Phật tử chúng ta không bị đắm nhiễm, mà còn phải tích cực cống hiến cho xã hội. Như thế mới là bộ mặt chân thật của Phật giáo. Hòa thượng Nhất Hưu uống rượu, ăn thịt. Hòa thượng Tế Công cũng là một người xuất gia có nhiều truyền kỳ sắc thái như thế. Hòa thượng Nhất Hưu là thiền sư Nhật Bản thuộc tông Lâm Tế, hệ phái Đại Đức Tự. Sư là một trong những thiền sư danh tiếng nhất của thiền tông Nhật Bản. Với phong điệu của một cuồng thánh, sư đã phá những phong cách tệ mạt trong những thiền viện lớn mà sư cho rằng đang trên đường tàn lụi.
Cách sống và giáo hóa của sư vượt trên tất cả những tục lệ, và vì vậy có rất nhiều tích nói về sư, phần đúng, phần huyền hoặc. Hòa thượng Tế Công còn gọi là Tế Điên Tăng, Tế Điên Hòa thượng. Câu chuyện của hai vị này khiến cho nhiều người cho là Phật Pháp đã dạy mọi người không có chấp trước, thì trong tâm không có chướng ngại. Như thế thì các vị cao tăng ngộ đạo thật sự, cho dù không bị chấp vào những việc nhỏ nhặt, thân sống buông lung, nhưng cũng không bị ảnh hưởng đến sự tu hành thành tựu của các ngài. Trên sự thật, chúng ta đọc qua câu chuyện của hai vị này thật là xuất sắc, cảm động lòng người. Nhưng chúng ta nhìn hành vi một vị cao tăng thì không thể cho là mẫu mực. Chúng ta phải biết Đức Phật là đấng giác ngộ, giải thoát, nhưng ngài vẫn nghiêm trì giới luật và chưa hề buông lung. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, do có nhóm 6 tỷ khưu, trước khi chứng quả A-la-hán, các thầy sống phóng túng, cho nên Đức Phật mới chế giới luật, mỗi giới để thúc liễm hành vi của họ. Nhóm 6 tỷ kheo, còn gọi là lục quần tỳ kheo, là 6 ác tỷ kheo thời Đức Phật còn tại thế, đó là 1. Nang Đà, 2. Bạc Nang Đà, 3. Ca Lưu Đà Di, 4. Xiển Na, 5. A Thuyết Ca, 6. Phất Na Bạc. Từ Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng đến Nhật Bản, các vị cao tăng đều nghiêm trì giới luật. Những người như Hòa Thượng Nhất Hưu, Hòa Thượng Tế Công là trường hợp đặc biệt rất ít có. Bậc có trí tuệ không có nghĩa là không giữ gìn oai nghi. Tôi biết hiện nay ở Đài Loan có các môn phái công khai uống rượu, ăn thịt, quan hệ nam nữ cũng rất tùy tiện, mà tự cho mình là thánh nhân đã chứng quả thứ ba, quả thứ tư. Theo truyền thống Phật giáo thì không thể chấp nhận hành vi này. Quả thứ ba còn gọi là bất hoàn quả, là giai vị đã đoạn ba phẩm sau trong chín phẩm tư hoặc cõi dục, không còn thọ sinh đến cõi dục nữa. Quả thứ tư còn gọi là A-la-hán quả, là giai vị đã đoạn hết tất cả kiến hoặc tư hoặc ở cõi sắc, cõi vô sắc, nhập niết bàn vĩnh viễn, không còn sinh tử lưu chuyển. Theo truyền thống Phật giáo thì không thể chấp nhận hành vi này, nhưng những người bình thường trong xã hội thì rất dễ bị họ lôi kéo. Truyền thống Phật giáo thì bị họ cho rằng đó là phái bảo thủ cố chấp. Kỳ thực, sự nhiếp tâm nghiêm trì giới luật vẫn rất an toàn. Vào khoảng năm 1980, ở nước Mỹ có rất nhiều người tự cho mình là thiền sư, thượng sư, đã được giải thoát tự tại, làm loạn quan hệ nam nữ và đồng tính luyến ái. Khi mới bắt đầu, vẫn có một số thanh niên nước Mỹ tiếp nhận, nhưng về sau, vị thầy của các tôn giáo này đều bị đam mê vào rượu ngon và gái đẹp, hoặc vì tham tiền và không làm rõ mối quan hệ đồng tình luyến ái khiến xảy ra nhiều vấn đề rắc rối, nên các vị này đều bị đuổi ra khỏi đạo tràng. Từ đó họ bị thất bại. Kết quả, trong thời gian này, Phật giáo ở Mỹ bị suy yếu, ngay cả hệ thống Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hòa thượng Nhất Hưu và Hòa thượng Tế Công thật sự không có ăn chơi trác táng như các vị sư này. Hòa thượng Tế Công uống rượu nhưng tuyệt đối không ăn thịt chó, huống gì gái đẹp ngài cũng không nhiễm. Trong xã hội có rất nhiều người chấp vào Phật Pháp một chiều mà phỏng đoán bậy, lại cho rằng đó là đúng theo tinh thần của Phật Pháp, cho nên mọi người phải chú ý phân biệt. Phật Pháp là đi vào cuộc đời giáo hóa thế gian và làm cho xã hội tốt đẹp. Tôn giáo cao cấp là tích cực tham gia xã hội. Tất cả danh lợi, tiền của, sắc đẹp ở thế gian, chẳng những Phật tử chúng ta không bị đắm nhiễm mà còn phải tích cực cống hiến cho xã hội. Như thế mới là bộ mặt chân thật của Phật giáo. Bài 11. Thế nào là hạnh Bồ Tát? Hạnh Bồ Tát là dừng ác, tu thiện, độ chúng sinh. Cụ thể thiết thực ngay trong cuộc sống hàng ngày, chính là phương pháp chung sống với người khác, với chính mình. Chúng ta muốn hiểu rõ thế nào là hạnh Bồ Tát, thì trước phải làm rõ thế nào là Bồ Tát. Chúng ta thấy trong kinh điển ghi lại, Bồ Tát không có hình tướng nhất định.
Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, những đời sống kiếp trước, Ngài đã từng làm tỷ khưu, làm vua, làm dương tử, cư sĩ, cho đến làm các loài động vật như nai, trâu, voi, ngỗng, vân vân, đều được gọi là nhân hạnh thành Phật. Cũng chính là giai đoạn tu hành đạo Bồ Tát. Các vị Đại Bồ Tát như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng cũng là như thế. Các Ngài thị hiện rất nhiều hình tướng ở thế gian này để cứu khổ, cứu nạn cho chúng sinh. Khi chúng sinh cần Bồ Tát làm gì thì các Ngài hiện ra thân hình ấy ở bên cạnh chúng ta. Vì thế, Bồ Tát không phải là vị thần ngồi ở trên cao mà là thường hiện thân tướng phàm phu, ở thế gian tu hành tùy duyên giáo hóa chúng sinh. Cho nên, Bồ Tát chủ yếu giúp cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề nhưng không chấp vào hình dáng đặc biệt nào. Người nào phát tâm Bồ Đề là nguyện đoạn tất cả điều ác, nguyện tu tất cả điều thiện, nguyện độ tất cả chúng sinh. Lại nữa, hạnh Bồ Tát là phát nguyện tu học từ bi và trí tuệ. Do đó, chúng ta đủ biết ai cũng có thể trở thành Bồ Tát ngay hiện tại và thành Phật ở tương lai. Hạnh Bồ Tát là dừng ác, tu thiện, độ chúng sinh. Cụ thể thiết thực ngay trong cuộc sống hàng ngày là một phương pháp chung sống với người khác, với mình. Cũng chính là nói, khi mình sống chung với người khác, thường khởi tâm từ bi, tôn trọng, biết ân, bố thí. Khi họ sống chung với mình, thì thường khởi tâm tinh tấn và tâm thanh tịnh, biết hổ thẹn, sám hối, chính là bạn mới phát tâm Bồ Tát, tu học hạnh Bồ Tát. Điều đặc biệt tôi phải nhấn mạnh là hổ thẹn khác với tự ti, sám hối khác với hối hận. Khi chúng ta xem xét lại tâm niệm và hành vi của mình, nếu như việc đáng làm mà chúng ta không chịu làm, liền cảm thấy hổ thẹn và biết khích lệ, quyết tâm lần sau cố gắng làm. Còn đối việc không đáng phạm mà phạm, thậm chí họ vừa phạm sai lầm lại phạm nữa, nếu họ biết sám hối, một mặt có thể kịp thời tỉnh ngộ sửa đổi lỗi lầm, một mặt cũng đủ can đảm chịu hậu quả, không chối cãi chạy tội, đùn đẩy trách nhiệm. Do đó, tâm hổ thẹn, tâm sám hối là hành vi tích cực, tự khuyến khích mình, tự xét mình và tự thẹn mình không bằng người, tự cho mình ở đâu cũng không bằng người. Nhưng có người không ngừng phạm sai lầm lại liên tục hối hận là tuyệt đối không giống nhau. Còn có một điểm cần nhấn mạnh là phàm phu chúng ta phát những nguyện Bồ Tát rồi là hài nhi Bồ Tát mới phát tâm. Hài nhi thì phải đi chưa vững. Thank you.
rồi lại đứng lên, đứng lên rồi lại té. Phải học tập từ từ, trưởng thành dần dần. Cho nên chúng ta không sợ phạm lỗi lầm, lại không nên sợ không đủ năng lực. Chỉ cần xác lập phương hướng, tâm ý đã định, phát tâm ngày càng tiến bộ thì nhất định có ngày được thành tựu viên mãn. Chúng ta phải biết, mới phát tâm tuy khó, nhưng giữ vững lâu dài, tâm không thay đổi lại càng khó hơn. Phần đông mọi người phát tâm không kiên cố, nếu chúng ta giữ được phát tâm lâu dài thì mới có tinh thần Bồ Tát thực tiễn. Phần 2. Thích tham thiền ở ngã tư đường phố. Bài 1. Phiền não là nhân duyên trợ đạo. Khi chúng ta đối diện khổ đau mà tìm cách thoát khỏi khổ đau, đương nhiên là rất tốt. Nếu như chúng ta gắng gượng chịu đựng, thì không có cách gì thay đổi được tình cảnh hiện tại. Chúng ta phải dùng tâm thái mạnh mẽ để đối diện nó, không oán giận, không tuyệt vọng, cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng. Khi chúng ta cảm thấy có phiền não, có đau khổ là do không rõ hoàn cảnh, không hiểu nguyên nhân. Nếu như chúng ta hiểu rõ ngọn nguồn sinh khởi phiền não và khổ đau thì sẽ hiểu phiền não. Người tầm thường sẽ tự chuốc lấy đau khổ lại càng nhiều hơn. Chúng ta cũng có thể chuốc lấy điều đó. Nhưng thông thường, mọi người sống trong an lạc, phần đông không nghĩ đến để tìm kỹ nguồn gốc phiền não và khổ đau. Chỉ khi nào họ phải trải qua nỗi đau xé ruột dày dò thì mới nghĩ đến và đi tìm đáp án. Hoặc là trước đây chưa gợi ra tiềm năng vốn có để mong cầu vượt qua cảnh khốn khổ. Do đó, chúng ta thường luyện tập khổ đau để tạo thành bước ngoặt đời người trong hoàn cảnh khó khăn. Đó gọi là lo lắng ân cần gợi ý thánh nhân, hoặc văn nhân càng lâm cảnh khốn cùng bất đắc chí thì viết ra thơ văn càng hay. Chính là lý lẽ này. Thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, có cô gái người Do Thái tên là Annie ở trong vùng chiếm đóng của quân Đức. Ở nhà tù chỉ có người đặc biệt mới chịu đựng được, mới vượt qua cuộc sống giam cầm. Nhưng cô chọn quan điểm hoàn toàn không giống với người khác, là dùng tình cảm phong phú để đón nhận thân mình chịu đau khổ. Chính vì thế mà hiện rõ vẻ đẹp tính người trong cực khổ. Nhật ký của cô được lưu truyền mãi đến đời sau, làm cảm động hàng ngàn hàng vạn người. Quan điểm của cô không những giúp mình được thoát khỏi đau khổ, mà còn giúp cho mọi người cùng nhau hiểu rõ vẻ đẹp sáng ngời của tính người. Đây là một ví dụ rất hay. Giải thích. Anne Frank là một cô bé người Đức gốc Do Thái, tác giả cuốn nhật ký nổi tiếng Nhật ký Anne Frank. Cuốn nhật ký được viết khi Anne cùng gia đình và 4 người nữa ẩn náu trên căn gác áp mái tại ngôi nhà số 263 trên đường Prinsengracht, Amsterdam trong thời gian chiếm đóng của quân Đức thời Thế chiến thứ hai. Sau khi Adolf Hitler lên nắm quyền vào tháng 1 năm 1933, gia đình Anne Frank rời khỏi Frankfurt đi Amsterdam cuối năm 1933 để thoát khỏi sự truy đuổi của Đức Quốc xã. Từ tháng 7 năm 1942, họ sống trốn tránh trong những căn phòng được ngụy trang. Khi đó, Anne 13 tuổi. Sau 2 năm, do bị phản bội, gia đình Anne bị phát hiện và bị đưa tới trại tập trung của Đức Quốc xã. 7 tháng sau đó, Anne chết tại trại Bergen-Belsen. Vài ngày sau cái chết của Margot, chị của Anne, ông Otto, cha của Anne, là người duy nhất trong nhóm sống sót trở về Amsterdam sau chiến tranh và tìm thấy nhật ký của con gái tại nơi gọi là trái nhà bí mật. Ông đã quyết định cho xuất bản cuốn nhật ký. Nhật ký Anne Frank là một cuốn sách bao gồm các trích đoạn từ một cuốn nhật ký do Anne Frank viết trong khi cô bé đang trốn cùng gia đình trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan. Gia đình cô bé đã bị bắt năm 1944 và Frank cuối cùng đã chết vì bệnh sốt phát ban ở trại tập trung Bergen-Belsen. Sau chiến tranh, cuốn nhật ký đã được cha của Frank là Otto Frank tìm lại được.
Cuốn sách đã nhận được sự chú ý của công chúng và bình phẩm rộng rãi khi có bản dịch tiếng Anh dưới tên Anne Frank, The Diary of a Young Girl bởi Doubleday and Company Hoa Kỳ. Bản tiếng Việt do Bửu Ý dịch, xuất bản ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và đã được tái bản sau năm 1975. Ngoài ra, còn có một vị Lạt Ma người Tây Tạng. Ngài bị giam trong ngục hơn 30 năm, trải qua rất nhiều cực hình. Ngài làm thế nào để chịu đựng được? Ngài nói, khi thấy cảnh cực hình chịu không nổi thì chỉ cần chuyển ý nghĩ. Đây chính là cơ hội tốt Ngài tu hạnh nhẫn nhục. Cũng nhân cơ hội này mà chịu khổ cho chúng sinh và làm tiêu trừ nghiệp chướng đời trước của mình. Tất nhiên, Ngài cũng không từ bỏ ý chí tìm cách sống. Cuối cùng, Ngài vẫn không nề cực nhọc, dần dần Ngài trốn được đến ở nước Tây Phương. Cho nên, chúng ta hiểu được ý nghĩa khổ đau thì khổ thế nào cũng chịu đựng được. Khi chúng ta đối diện khổ đau mà tìm cách thoát khỏi khổ đau, đương nhiên là rất tốt. Nếu như chúng ta gắng gượng chịu đựng thì không có cách gì thay đổi được tình cảnh hiện tại. Chúng ta phải dùng tâm thái mạnh mẽ để đối diện nó, không oán giận, không tuyệt vọng, cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng. Đây mới là từ trong đau khổ thật sự để mình trải nghiệm và trưởng thành. Tuy nói phiền não là nhân duyên trợ đạo, nhưng muốn tìm điều bất ngờ thú vị này mà chúng ta muốn tự chuốc khổ để bản thân cảm nhận mùi vị cực khổ, như thế thì quá ngu xuẩn. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài chưa trải qua hết nỗi khổ, sanh, lão, bệnh, tử, nhưng Ngài thể nghiệm từ người khác. Ngài quan sát nỗi khổ, sanh, lão, bệnh, tử là không có người nào thoát khỏi được, nhờ vậy mà trên đường đi Ngài ngộ đạo. Vì thế, nếu chúng ta đem tâm từ bi cảm nhận thấy nỗi khổ người khác đã chịu như chính mình chịu đựng, thì cũng có khả năng trở thành nhân duyên chính mình ngộ đạo. Bài 2. Cảm ơn Bồ Tát ung thư. Bệnh khổ là nghịch tăng thượng duyên để trợ giúp đạo tâm tăng trưởng. Bệnh nặng lại có thể là nhân duyên ngộ đạo. Bởi vì sau khi bản thân trải qua bệnh tật hành hạ, thì chúng ta mới hiểu được tinh thần Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn. Ở Pháp Cổ Sơn có vị tín nữ, trong bao tử cô phát ra một khối u ác tính. Sau đó, nó lan rộng đến một phần chân, một phần tay và đến toàn thân. Nhưng sau khi chịu đau đớn hành hạ, thì tâm cô mở rộng. Cô đến nói với tôi rất lạc quan. Thưa Thầy, nếu con không mắc căn bệnh này, làm cho con chịu nhiều đau đớn, thì con vẫn không biết cơn đau đớn dữ dội như thế mà người ta vẫn phải chịu đựng. Hiện nay, con chẳng còn lo sợ điều gì mà con không chịu được. Cô hài hước gọi tế bào ung thư trong mình là Bồ Tát ung thư. Cô nói, thưa Thầy, con phải cảm ơn những Bồ Tát ung thư này, chúng nó là chuyên môn để giúp con thành tựu. Cổ Đức nói, tỷ khưu thường mang ba căn bệnh là nhân duyên trợ đạo. Người tu hành thấy bệnh khổ là nghịch tăng thượng duyên để trợ giúp đạo tâm tăng trưởng. Bệnh nặng lại có thể là nhân duyên ngộ đạo. Bởi vì sau khi bản thân trải qua bệnh tật hành hạ thì mới hiểu được tinh thần Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn. Người đang bệnh nên quán chiếu thân này mỏng manh vô thường, chấp nhận bệnh tật hành hạ. Người bệnh chỉ dùng tâm bình thản để đối diện nhân duyên quả báo. Phần đông người bình thường đều sợ bệnh, họ tìm đủ mọi cách để trốn tránh nó. Nhưng nhìn theo quan điểm của Phật giáo, khi người bệnh nặng, các bác sĩ không chữa được, thuốc thang vô hiệu thì họ hoảng loạn, sợ hãi, chỉ có khổ càng thêm khổ, chẳng giúp được gì. Chỉ bằng bệnh nhân thanh thản đối diện nó, bằng lòng chấp nhận nó. Một khi đối diện nó thì liền buông xả. Điều này giống như trong tay chúng ta cầm củ khoai lang nóng, muốn bỏ xuống mà bỏ không đành. Vậy làm thế nào? Đành phải cắn răng tìm cách giữ lại nó. Sau khi cầm nó mãi, tay bạn sẽ quen dần, cũng không còn cảm thấy khoai lang nóng nữa. Cho nên bỏ xuống hay không bỏ cũng không sao cả.
Bình thường bị bệnh ung thư chừng một năm là rất đau đớn. Khi chữa bằng chạy xạ trị cũng đau đớn không chịu đựng nổi. Nhưng tôi cũng gặp rất nhiều tình cảnh giống cô cư sĩ này. Họ dũng cảm tích cực đối diện bệnh ung thư. Trong lúc bệnh tật là cơ hội họ học cách thản nhiên chấp nhận bệnh tật hành hạ. Cũng là cơ hội học nắm vững thân mạng hữu hạn mà tích cực làm việc phục vụ và cống hiến cho xã hội mãi đến hơi thở cuối cùng mới nghỉ. Họ nói với tôi, thưa thầy, con chịu đau đớn đến phút cuối cùng, chỉ cần trong tâm không oán, không giận, đau chỉ là đau mà thôi. Không khổ, khổ và không khổ hoàn toàn là do ảnh hưởng tâm lý. Chúng ta hiểu được điều này thì cũng hiểu được thế nào là tinh thần Bồ Tát. Cho nên nói, bệnh khổ là trợ duyên ngộ đạo, chẳng sai tí nào. Bài 3. Đời người lang thang. Quá trình nhân sinh là chuỗi ngày rong ruổi bất định. Nếu như chúng ta trực tiếp đón nhận nó, thì không còn cảm thấy sợ hãi có sống còn. Con người từ khi sinh ra đến nay, khi bắt đầu đi học, làm việc, kết hôn, suốt trong thời gian đó chẳng phải là đang lang thang sao? Đặc biệt là xã hội ngày nay, tính không cố định, mạnh mẽ như thế, mọi người đều đang lang thang. Cho nên, lang thang là bản chất của con người, chẳng có gì để lo lắng, sợ hãi. Từ khi xuất gia đến nay, tôi cứ mãi lang thang, từ Lang Sơn, Bắc Ngạn, Trường An cho đến Thượng Hải, lại lang thang đến Đài Loan. Trước đây, khi tôi sống ở nước ngoài, thời gian khoảng nửa năm, cuộc sống của kẻ lang thang ở không cố định, dài màng túi xách đi khắp nơi ngủ nhờ. Nếu ngủ nhờ không được thì ngủ ngoài đường phố. Nhưng cuộc sống như thế là lang thang chủ động. Tôi có mục tiêu và phương hướng rất rõ ràng. Bản thân sống rất đầy đủ, không cho lang thang là khổ. Xưa kia, Khổng Tử đi chu du các nước, nhưng luôn lo lắng, bận bịu, ngồi chưa ấm chỗ liền đi, chẳng phải là lang thang sao? Người làm nghề kinh doanh đi khắp mọi nơi cũng là lang thang khắp chốn. Người xuất gia là ra khỏi nhà, sống không có nhà, lại lấy lang thang làm cuộc sống. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rời khỏi hoàng cung, bắt đầu trải qua cuộc sống lang thang, Ngài thường xuyên không có chỗ ở cố định, không có việc làm cố định, cũng không có đối tượng phục vụ cố định, nhưng lại hết lòng phục vụ cho mọi người. Như thế là không phải cho riêng mình, vì tinh thần của người lang thang không cất giữ tiền của riêng. Nhưng hiện nay có rất nhiều người đi lang thang vì bị hoàn cảnh bức bách, tìm việc làm không được, không có chỗ ở, chính mình cảm thấy không có tương lai, đành phải lang bạt khắp nơi sống cho qua ngày. Thậm chí có người vướng vào ma túy, nghiện rượu. Thực ra, con người sống ở đời có rất nhiều việc thay đổi bất ngờ. Nếu người thật sự gặp hoàn cảnh gian truân, trở thành kẻ lưu lạc, cũng không phải là lầm vào bước đường cùng. Lúc tôi ở Mỹ, có một vị đệ tử tại gia là kẻ lưu lạc. Anh ta lấy bốn phương làm nhà, ăn ngủ ở khắp mọi nơi. Cuộc sống không nhà, không lo âu, trời cao biển rộng, đời sống rất phong phú. Đó là nhà triết học đường phố. Chủ yếu là vì anh ta có phương hướng rõ ràng. Anh kể, nhu cầu cuộc sống của anh rất thấp. Lúc bị bệnh, anh vào bệnh viện để khám bệnh, đành phải nói thật với bác sĩ là anh không có bảo hiểm, nên bệnh viện không nỡ bỏ lơ. Nếu như cuộc sống hàng ngày cần tiền, thì anh dựa vào sức khỏe làm việc cũng có thể kiếm được tiền. Thời gian còn lại, phần nhiều anh đi hoằng pháp khắp nơi. Nhưng người bình thường vẫn cần có gia đình, việc làm và cuộc sống như thường. Vì thế, tôi cũng không khích lệ mọi người đều làm kẻ lang thang. Chỉ là xã hội đa dạng nên có rất nhiều người được học hành rất tốt, năng lực cũng rất khá, nhưng làm việc lại không gặp thuận lợi. Đặc biệt kinh tế hiện nay đang suy thoái, người trung niên thất nghiệp dường như càng ngày càng đông, mọi người lờ mờ cảm thấy bất an. Kỳ thực, nhân sinh vô thường, xưa nay không có vật gì là tồn tại vĩnh viễn. Tự mình không thể giữ được khi sự việc xảy ra,
nhưng có thể dùng thái độ tích cực để đối diện nó. Cảm thấy bất an thì buông xả hoàn toàn, và nói với mình, quá trình nhân sinh là chuỗi ngày lang thang bất định. Nếu như chúng ta trực tiếp đón nhận nó, thì không còn cảm thấy sợ hãi có sống còn. Bài 4. Nhắc đến để buông xả. Học như thế nào để quản lý mình tốt? Làm thiện, dừng ác, vì gia đình, vì xã hội mà tròn bổn phận. Mấy năm gần đây, tôn giáo ở trong nước bị tai tiếng không ngừng, làm cho mọi người trong xã hội hiểu lầm tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo lại bị rất nhiều. Nguyên nhân này vì có rất nhiều đệ tử Phật giáo tự cho mình tin Phật giáo, tự cho mình đang tu hành. Thật ra, họ nhận thức Phật Pháp không rõ ràng, hiểu cũng không chính xác, lại không theo đúng Phật Pháp để thực hành. Vì thế, chúng ta tin Phật, học Phật, quan trọng nhất là cuối cùng tin như thế nào, học như thế nào. Đức Phật là chỉ cho người có nhân cách hoàn hảo, cũng chính là người có trí tuệ và từ bi đều viên mãn. Chúng ta học Phật là phải học theo gương trí tuệ và từ bi của Đức Phật. Từ bi đối với chúng sinh mà nói, người từ bi tuyệt đối không được gì không kiềm chế được hành vi của mình mà làm tổn thương người khác. Người từ bi có thể giúp cho người khác sống chung với mình, cùng làm việc với mình, vừa cư xử khéo léo đạt được lợi ích, gặp thời cơ thích hợp thì khuyên bảo người khác ân cần hoặc giúp đỡ họ. Chúng ta học Phật như thế mới được người khác kính trọng và quý mến. Người có trí tuệ thì giảm một chút phiền não, giảm một chút khó khăn đấu tranh với mình. Khi chúng ta đứng trước lý trí và ham muốn cá nhân thì phải chọn lựa làm rõ chính xác rõ ràng. Nguyên nhân mọi người làm tổn thương người khác đều là do tự tư. Người bình thường theo lý trí biết rõ việc đó không nên làm, nhưng vì tâm ích kỷ, mong muốn mình được nhiều lợi ích, tâm tham dục che lấp tâm lý trí, nên họ không thể điều khiển được dục vọng, lại bị dục vọng sai khiến, sinh ra các loại phiền não, thể hiện ra hành động, gây nhiều tổn thương cho người khác. Do đó, chúng ta muốn học trí tuệ của Đức Phật là phải học chủ nhân của mình. Học như thế nào để quản lý mình tốt, làm thiện, dừng ác, vì gia đình, vì xã hội mà tròn bổn phận. Khi tôi ở nước Mỹ, có một bà vợ đến tìm tôi khóc lóc. Bà nói, thưa thầy, chồng con đã mất tích hơn nửa năm, nay bỗng nhiên xuất hiện. Anh ra đi không một lời từ biệt, té ra anh đến sống chung với người phụ nữ khác. Con nghĩ anh đã chết, nên tâm trạng con dần dần tìm được sự thăng bằng. Không ngờ xảy ra việc thế này, quả là con sắp điên mất, con muốn giết chết anh ta. Tôi hỏi, giết chết anh ta rồi, chị làm thế nào? Con cái sẽ ra sao? Con mặc kệ, con sẽ dắt con của con đi tự sát luôn. Chồng của chị phạm sai lầm, còn chị và con đều vô tội mà. Thưa thầy, thầy có dạy được chồng con không? Chồng chị không đến, tôi không thể dạy được. Cho dù chị kéo anh ta đến đây mà anh không tin tôi, thì tôi cũng không giúp được. Nhưng tôi có thể dạy chị xử lý việc này như thế nào. Đức Phật dạy mọi người phải nhắc đến để buông xả. Cho nên chị phải buông xả tâm giận dữ với chồng. Chị phải dũng cảm gánh trách nhiệm một mình nuôi dạy con cái, lại còn vận dụng tâm từ bi tha thứ cho chồng chị và người phụ nữ kia. Nghe tôi nói, chị bực bội không chịu. Như thế thì không công bằng, con không bằng lòng. Con của con mang họ của anh ta, tại sao con giúp anh ta để nuôi con? Lẽ nào con cái không phải con của chị? Anh ta không làm tròn bổn phận người cha, chị cũng không thể không làm tròn bổn phận của người mẹ. Vả lại, thế gian này việc không công bằng, không hợp lý rất nhiều. Có người có thể cải thiện, có người không thể nào đoán được. Chúng ta không quản lý được họ. Nếu như mỗi người tự quản lý mình tốt, mỗi người đều làm tròn bổn phận, thì việc không công bằng sẽ giảm bớt. Nhắc đến để buông xả. Chúng ta tin Phật, học Phật là phải học trí tuệ và từ bi để giúp mình ở trong thế giới hiện thực lộn xộn, nhận rõ sự thật, dứt trừ phiền não. Trí tuệ của Đức Phật
từ sự tu hành mà ra. Không có tu hành thì không có trí tuệ. Phương pháp tu hành, đời sống tu hành, nói rõ là thực hành trung thực, rất đơn giản, không có dùng thủ đoạn để khoe khoang với mọi người. Bài 5. Nền tảng của hôn nhân. Chỉ có phương hướng nhân sinh, quan niệm sinh tồn giống nhau thì mới bảo đảm ổn định hạnh phúc hôn nhân. Mấy năm gần đây, tỷ lệ ly hôn ở Đài Loan ngày càng cao. Các cơ quan chức năng và đoàn thể thảo luận làm thế nào để tỷ lệ ly hôn ở mức thấp nhất, hoặc phòng ngừa xảy ra việc ly hôn đã trở thành vấn đề mà mọi người trong xã hội quan tâm bàn luận. Nguyên nhân tỷ lệ ly hôn hơi cao là do nếp sống xã hội và trào lưu thời đại tạo thành. Bởi vì công năng kết cấu gia đình hiện đại và trước đây khác nhau, cảm giác nhu cầu quan tâm, giúp đỡ, dựa vào nhau giữa vợ chồng càng ngày càng ít. Trước đây, con gái kết hôn là vì tìm người giàu có để nương tựa lâu dài cả đời người. Thế nhưng ngày nay, cơ hội vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền bằng nhau, con gái có năng lực mưu sinh độc lập, càng ngày càng phổ biến, nhưng cách nghĩ này sẽ sớm lạc hậu. Lại thêm hoàn cảnh cả vợ chồng tiếp xúc không giống nhau, cách nghĩ khác nhau, tạo thành đồng sàng dị mộng. Về mặt tinh thần, quan niệm, tín ngưỡng, thói quen chung càng ngày càng ít, ở đâu cũng thấy. Bởi vì vợ chồng không cùng quan niệm, tín ngưỡng, phương hướng, cho nên không thể sống chết cùng nhau, không thể chồng bảo vợ nghe. Thậm chí có rất nhiều người vẫn chưa kết hôn mà có nói thế này: tìm một người kết hôn, nếu sau này không hợp nhau thì ly hôn là cùng. Chỉ có phương hướng nhân sinh, quan niệm sinh tồn giống nhau thì mới bảo đảm ổn định hạnh phúc hôn nhân.